Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu SBTN Online TV. Với SBTN Online TV, quý vị có thể xem các chương trình SBTN mọi lúc mọi nơi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Hình ảnh chất lượng, âm thanh rõ ràng với giá 7.99 đồng cho một tháng. Hãy ghi danh ngay để xem thử trong vòng 30 ngày. SBTN Online TV rất tiếc không áp dụng tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết quý vị hãy vào trang nhạc www.sbtnonline.tv. Tiến Trung xin chào quý vị khán giả của đài SBTN. Lại một cái Tết nữa đã đến với chúng ta. Đây là thời điểm mà cộng đồng người Việt thuộc quận Cam, California nôn nao chuẩn bị mua sắm chờ dịp Tết đến. Nhiều sự kiện sôi nổi đầy màu sắc Tết đã được và sắp được tổ chức để đón Tết. Đáng nhắc nhất là chợ Hoa Xuân thường niên tại Phước Lộc Thọ Plaza. Chợ Hoa Xuân đón mừng Tết Mậu Tuất khai mạc vào ngày 26 tháng 1 năm 2018 tại Thương xá Phước Lộc Thọ trên đường Bô Sa, thành phố Westminster, bang California, và sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 2 năm 2018. Được biết, đây là năm tổ chức lần thứ 14 của chợ Hoa Xuân. Năm nay có tổng cộng 45 gian hàng. Đến với chợ Hoa Xuân năm nay, du khách có thể mua sắm những chậu hoa và những món quà trang trí đẹp mắt, các loại bánh mứt và khô cho gia đình vào dịp Tết. Ngoài ra, quý vị cũng đừng bỏ lỡ cơ hội để vào trong thương xá mà chọn cho mình một chiếc áo dài thật đẹp để đón xuân. Em không có Garden Road, em ở đây 3 năm. Lần đầu tiên em tới Phước Lộc Thọ với cái khung cảnh mà đẹp như vậy. Ở bên đây vui. Nhưng mà nếu mà nói về Việt Nam với bên này thì tất nhiên em thích cả hai. Việt Nam miền hại hơn, mà bên này nhiều cô chú, nhiều bạn bè, nhiều gia đình của mình ở bên này nhiều hơn. I think that this is a good celebration to celebrate every year because we get to celebrate Tết without having to go far, and we get to experience what they do in Tết in the Vietnamese culture. Hàng năm thì Hành Quỳnh đều ghé tới chợ xuân này. Năm nay thì Hành Quỳnh thấy rất là nhiều hoa và nhiều gian hàng và rất là đông người hơn năm trước ạ. Hôm nay thì Hành Quỳnh đi show về nên Hành Quỳnh cũng ghé luôn vô đây và chụp vài tấm hình của mùa xuân để làm kỷ niệm. Hành Quỳnh mời tất cả quý khán giả của đài SBTN ghé về Phước Lộc Thọ để mà đón một mùa xuân và nghe được tiếng pháo. Tại vì ở đây thì có pháo nhưng mà Việt Nam thì không bao giờ nghe nữa. Có đúng không anh? Nếu quý vị là khách du lịch từ các tiểu bang khác đến ghé thăm California trong dịp Tết, quý vị đừng nên bỏ lỡ dịp ghé thăm khu Lido Sài Gòn, thủ đô của người Việt Nam tị nạn để đón một cái Tết đầy màu sắc và đậm chất dân tộc Việt năm nay. Tiến Trung tường trình cho SBTN từ California.